giờ đây khách hàng xin trân trọng kính mời tất cả quý vị cùng hướng về sân khấu để chào đón người đàn ông đẹp trai nhất trong buổi tối hôm nay, đó chính là chú rể Chí Châu. Thưa quý vị và các bạn đồng mến, và rất vấn đề đây không để tất cả chúng ta phải chờ đợi lâu hơn nữa. Khách hàng xin trân trọng kính mời tất cả quý vị, chúng ta hãy cùng hướng mắt về cổng hoa và chúc mừng chào phút giây thật to và thật nồng như đón chào quay đầu xinh đẹp. Đều được thưởng thức dòng sự ngọt ngào của người mẹ và đôi bàn tay che chở ấm áp của người cha. Và vào ngày hôm nay, cũng chính đôi bàn tay ấy đã đưa người con gái xinh đẹp của mình đến bên bờ yêu thương, bên bờ hạnh phúc. Và giờ đây là đôi bàn tay vườn trái ấy sẽ trao cho một bàn tay khác, đó chính là chú rể Chí Châu. Và kể từ giây phút này đây, thì chú rể Chí Châu của cô dâu rất dàng đến đỉnh bờ yêu thương. Và nhân kính thưa quý vị và các bạn thân mến, tuy nhiên trước chúng ta là đôi yên ương xinh đẹp nhất và dạng người hạnh phúc, xin mời tất cả quý vị hãy cho tặng một tràng pháo tay thật nồng nhiệt. Xin cảm ơn của bạn rất nhiều ạ. Và kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và đến với ngày vui hôm nay, tôi xin trân trọng kính mời và giới thiệu tiến về sân khấu về phía họ nhà trai. Xin trân trọng kính mời mẹ Cao Thị Thục Thu và cậu Cao Trung Thành đại diện cho họ nhà trai của chúng ta kính mời và giới thiệu tiến về sân khấu bố Phan Bảo An và mẹ Nguyễn Thị Ánh đã thăng sinh phụ mẫu của người dân. Và giờ đây tôi xin trân trọng kính mời đại diện hai bên gia đình của chúng ta cùng tiến về sân khấu để sắp mắt toàn thể quý vị hoặc khách. Và các bạn thân mến, và nghĩ đến các bạn hồng ngày đây cũng đã nói lên một điều rằng bắt đầu từ giây phút tuyệt vời nhất này, đôi yêu đương Chí Châu và Đức Giang của chúng ta sẽ chính thức lên nghĩa vợ tình chồng, sẽ cùng nhau chia buồn sẻ ngọt những gì tuyệt vời nhất mà tổng hóa các bạn tặng cho hai bạn. Từ đây
cho đến mai sau. Và xin mời các nhau và chú sẻ hãy cùng nhau tay trong tay suốt bài những giọt rượu yêu thương và nồng nàn này. Xin mời hai bạn. Kính thưa quý vị và các bạn thân mến, và như chúng ta cùng luôn được biết rằng, thì yêu đôi lứa thì mênh mông như biển cả, trong sáng như ánh trăng thơ và ấm áp nồng nàn như hơi thở của mùa xuân. Có thể nói rằng tình yêu là món quà tuyệt vời nhất mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. Vâng, che con dựng vợ, gái lớn gả chồng, đó là một kỷ lục tất yếu của tự nhiên. Và ngày hôm nay đôi bạn trẻ của chúng ta đã cùng nhau đi đến một khuôn mặt mới trong cuộc đời mình, đó là cùng nhau tiến đến hôn nhân. Và ngay bây giờ đây, khách hàng xin mời tất cả quý vị hãy dành tặng cho khoảng cách hạnh phúc, khoảng cách tình lý nhất trong buổi tối đêm nay một tràng vỗ tay thật đông như được không ạ? Đến cho cha mẹ và cho những người thân yêu để đó là biết ơn của mình đối với đấng sinh thành. Xin mời hai bạn. Và trong giờ phút trọng đại này, dù không kết hỏi phát tài của chúng tôi cũng có một món quà để dành tặng cho đôi vợ chia sẻ với câu chúc trong năm hạnh phúc. Và giờ đây thì xin mời quý vị và chia sẻ cùng đón nhận món quà đến từ dù không kết hỏi phát tài cho buổi tối đêm nay ạ. Xin cảm ơn hai bạn rất nhiều và xin chúc cho hai bạn trong năm hạnh phúc. Và giờ đây thì xin mời quý vị và chia sẻ cùng đến và bàn tiệc để chung vui cùng toàn thể quý vị quan khách có mặt trong buổi lễ thành hôn ngày hôm nay. Xin mời hai bạn. Xin
nhiệt tình ghê luôn. Em gái mà. Dạ. Em gái mà. Dạ. Có cái này về cho nó làm cái này nữa. Dạ. Chúc cho con có nhập nha. Rồi.